Câu chuyện trí huệ Phật giáo. Pháp sư Đàm Dực và thiếu nữ hái thuốc. Vào thời nhà Tấn, có một vị pháp sư tên là Đàm Dực. Ngài là người Dư Hàng sống ở Hàng Châu, Chiết Giang. Lúc còn trẻ theo đại sư Huệ Diễn xuất gia ở Lô Sơn. Về sau ngài thừa kế pháp của đại sư Kumala Thập. Sau một thời gian cầu học, ngài trở về Cối Kê kết am tranh ở, cung kính kiên thành tụng kinh Pháp Hoa trong 12 năm. Có ai trong nhà không? A-di-đà Phật. Thưa sư phụ, con lên núi hái thuốc không để ý nên đã trễ giờ. Bây giờ trời đã tối rồi. Nếu trở về gấp, con sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy xin cho con ở lại đây tá túc một đêm. Ở việc này, đây là nơi thâm sơn cùng cốc. Ở đâu ra một thiếu nữ thiên kim giàu có như thế này? Trừ phi là kẻ xấu đến dụ dỗ người hoặc là ma chướng. Nữ thí chủ ở đây qua đêm e rằng không tiện. Bây giờ mặt trời vẫn còn chưa lặn, người hãy xuống núi càng sớm càng tốt. Có lẽ vẫn còn kịp bình an trở về nhà trước khi trời tối. Thí chủ vì sao lại khóc? Con chỉ là cô gái yếu đuối, hôm nay đã ở ngoài hết nửa ngày rồi. Bây giờ phải ráng sức về nhà thật chẳng dễ dàng cho con. Nhưng mà người xuất gia chẳng phải đều có tâm từ bi hay sao? Sao ngài lại để một cô gái bị loài hổ lang hiểm ác ăn thịt như vậy? Hả? Sư phụ, ngài đừng đuổi con đi mà, con sợ lắm. Được rồi, người hãy tạm ở chỗ này một đêm vậy, chỉ là một đêm thôi. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, con mời ngài uống nước. Đa tạ thí chủ, tôi chưa khát. Đi đường cả ngày con mệt quá, con muốn được nghỉ ngơi ạ. Thí chủ, xin cứ tự nhiên, hả? Thí chủ cứ ở lại đây nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài thiền định. Sư phụ, ngài hãy vào đây tránh mưa đi. Không cần đâu, bên ngoài rất là tốt. Ngài dầm mưa nhiễm lạnh sẽ bệnh đó. Đa tạ thí chủ đã quan tâm, tôi thường tu hành trong mưa, không trở ngại gì cả. Ây da, thí chủ, đã xảy ra việc gì vậy? Sư phụ, bụng của con đau quá, xin ngài hãy vào đây giúp con xoa bóp với. Như vậy làm sao được? Sư phụ ơi, con đau sắp chết rồi, xin ngài hãy cứu con đi. Sư phụ. Không được. Thông thường là đêm khuya không thích hợp cho nam nữ ở một mình với nhau. Huống hồ ta là kẻ xuất gia giữ gìn giới luật. Hơn nữa xoa bóp bụng là sự tiếp xúc lên thân thể, việc này giản lần không thể được. Sư phụ, ngài thật nhẫn tâm nhìn thấy con đau đến chết mà mặc kệ hay sao? Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng lầu tháp. Lẽ nào vì con là phụ nữ mà ngài thấy chết không cứu hay sao? Đúng rồi, nàng ấy hiện giờ là một người mảnh mặt. Nếu vì sự khác biệt nam nữ mà thấy chết không cứu, tội của ta sẽ càng nặng hơn. Sư phụ, sư phụ, cứu, cứu con chết. Cho dù là cứu người nhưng cũng không được đụng vào cơ thể của cô ấy. A-di-đà Phật. Đa tạ sư phụ tối qua đã cứu con. Chỉ là việc nhỏ, thí chủ chớ nên bận tâm. Sư phụ đối với con có ơn cứu mạng, con xin nguyện ở đây hầu hạ sư phụ suốt đời. Điều này giản lần không thể được. Tôi là người xuất gia, sao có thể để thí chủ đến hầu hạ được chứ? Sư phụ, ngài ghét bỏ con sao? Đương nhiên là không phải rồi. Vậy thì được rồi, sau này nơi đây sẽ là nhà của con. Nếu như nữ thí chủ vẫn khăng khăng ở lại nơi này, tôi đành phải rời khỏi đây vậy. Sư phụ, hãy quay lại nhìn xem. Thí chủ là? Ta là Bồ Tát Phổ Hiền, lần này đến đây để khảo nghiệm sự tu hành của ông. A-di-đà Phật. Sau khi sự việc này được lan truyền,
mọi người đối với sự tu trì của Pháp Sư Đàm Dật vô cùng kính phục. Hoàng đế cũng vì ngài mà xây dựng một ngôi tự viện để kỷ niệm sự thị hiện của Phổ Hiền Đại Sĩ và đức hạnh của Pháp Sư Đàm Dật. Nam mô A Di Đà Phật.